Chào bạn nhá. Rồi, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hiện tại hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái ác chính này nhá. Hôm nay mình sẽ phải leo bạn ạ, leo cái ác chính này. Ác thứ hai, ác thứ ba mình vẫn leo nhưng mà mình không leo mấy lần trước, là mình hay leo cái ác ba nhiều bởi vì ác cái ác mới các bạn. Mình thấy mình hoạt động mạnh ở cái clan ok là quân của mình. Mình dùng thời gian nâng cấp cho nhá. Cái này lên level 9 là dùng thời gian nhá, cái này level em dùng thời gian. Ok, đây những nhân vật của mình đây. Sói Blackini mình 13/20, 7 mạnh nữa sẽ nâng cấp được. Còn con sờ cooking này 16/20 sắp rồi. Rồng là 1/4 rồi bạn ơi. Rồng mình không biết là level 3 bao nhiêu sát thương, mình sẽ thử dùng với nhá bạn nhá. Dùng 10 viên này được gì không nhỉ? Im ra xem nhá. Ai à, cộng 40 sát thương các bạn ơi. 40 sát thương có nghĩa là 4x41 sát thương. Còn dòng từ level 1 lên level 2 là cộng có 41 sát thương à? 365. À, cộng có 36 sát thương bạn. Lần này nâng lên level 3 được thêm 4 sát thương nữa. 2007 12 với 200 là 2900. 2983 máu à? Từ từ chú ảnh đã, bạn giáp mày vừa nhắn tin này. Hello anh em. Bạn giáp đây này, bạn này tên là Loe, ác của bạn này rất là VIP. Ok. Hôm nay mình sẽ thử đánh. Hôm nay mình đánh lên 5200 rồi bạn ạ. Sáng ngày chơi thua thắng cũng gọi mà đều đây, bắn này thì win, bắn này lại thua. Bắn này tí nữa mình win rồi bạn này. Cannon của mình bắn gọi là thành của bạn này, còn hơn trăm máu. Cannon của mình bắn tới thành rồi. Bạn này xương của bạn này chọc kịp nha, mình thua. Cannon thì mình lại mắc tại chỗ gần chỗ thành ấy. Không thì mình win phát đấy ở tí win ạ. Đây sáng ngày đánh nhiệm vụ với win. Còn đây là của hôm qua này bạn này. Ừ, đánh win nhiều phết nhỉ. Ồ. Còn chả biết bây giờ có cụ đánh win được nữa không, giờ cứ đánh em nhá. Người ta chưa bị tự tin thôi. Đâu rồi anh em, đâu hết rồi nhỉ? Rồi sao chơi? Hello, game cập nhật rồi, mạng theo. Ơ mẹ mình lại gọi đi ạ. Các bạn ơi, tự nhiên mẹ mình gọi. Thua mất rồi, đâu nữa. Tự nhiên mẹ mình gọi ạ. Bực mình quá. Thôi chơi lại em nhá. Mà đấy coi như bỏ đi. Hay thật đấy. Ok, mình gạt đi. Chơi nó không có người gọi. À, bạn này cấp 9 này. Cấp 9 này mình cũng không ấy. Không quan trọng là bạn ấy chơi quân thần chết không, nhưng mà nếu mà thi dạng mana khả năng là chơi quân giống mình thì sao á, chơi quân xuông, quân thần đèn các bạn ạ. Thần đèn là con hạt giống 5 mana các bạn, két mấy nhỉ. Con khỉ bạn này chơi khỉ, bực mình thế. Con khỉ này bắn hay bị giật các bạn ạ, nên cái thời gian đó này chơi nguyên quân này thôi. Polo quần 2 ạ. Mình ghét polo quần 2 quá. Cái này thua rồi. Gặp cấp 9 nó hành cho bẽ mặt rồi. Bạn này ra là con khỉ pháp vậy. Ra biến hình bạn này chơi quân rất hay luôn nha bạn nhá. Thua rồi bạn ơi. Ô con khỉ cấp 10 bắn một phát hơn 200 máu à. À bạn này dùng thời gian nâng cấp hết ạ. Bạn này chơi nuôi bùn. Kono còn lại chơi khỉ thôi. 257 ạ. Rất đau.
thua hai ván rồi đấy, bực mình đấy. Ván thứ hai là đen rồi, ván thứ nhất lại còn bị mẹ gọi không sao nữa nhá, tính nhá đi thua. Trời ơi, mình lại gặp đối thủ rồi, 12 hơn mình tận một trò vừa luôn ạ. Các bạn đừng nghĩ vậy. Trời ơi, bạn nói gì đấy? Mình sẽ cố gắng phớt lờ đi nhá bạn nhá. Chứ bây giờ mà đọc mệt lắm bạn ạ. 10 con xương. Sẽ chơi tiếp 10 con xương nữa nhá bạn nhá. Không, chơi cổ thành đi. Mình đã nghi mà. Đã vậy chơi tiếp 10 con xương. Ra này ra 10 con xương. Kỷ à, kệ kỷ nha bạn nha. Nó bắn giật nè, nó bắn phải giật. Mục tiêu của chúng ta là công thành. Cỏ chuột cứ cỏ đấy, yên tâm. Ui, nó bắn 14 bắn con kỷ của mình kìa. Gần nghẻo luôn đó bạn ạ. Không phải đùa được đâu. Hãy xem Metotura của ta đây. Các bạn nhìn thấy pháo của mình chưa? Level 9, để mình không dùng thời gian nâng cấp đâu. Ô, bạn này dồn tất vào một đường này. Anh ơi. Trời ơi, bạn ấy nhảy luôn con sói vào con khỉ, chắc là be. Be cho con khỉ á bạn. Anh ngờ mình may quá, mình lại có tố lốc, mình giật dã cho phát quả vào thành. Lịm ơi, pháo của mình level 9, pháo chân thành là 960 đam. Còn nếu bạn lên level 10 là 1040 đam hay sao bạn? Đấy. Lên được level 10 không dễ chút nào bạn. 800 thẻ nữa. Cái loại thẻ đấy thì lên level 11 là mắc rồi bạn ạ. Bạn chơi quân này, bạn chơi quân thần chết à? Bạn ơi, có xương lung tung ơi, ngon này. Be vào tớt bạn ạ, nhưng mà không có xương lung tung ở đây. Cấp 9 ạ, à, mạnh thế rồi. Sao bán này đen thế nhỉ? Không có xương cái gì hết ạ. À. Mãi cũng chả có luôn này, đen thế. Ô, chịu ván này không rồi, nó mọc ra phát hai thẻ xương này. Thua ván này rồi. Đen thật đấy, mọc gì mọc đây. Mãi mi mọc thì thua, ôi đâu nó đen thế. Thôi thua rồi nhá. Ừ, nó nón. Bật tí nhạc nhưng mà mình sợ bị bản quyền đó bạn, nên mình không bật đâu. Các bạn nào biết quay video mà bật nhạc dinh không biết bị bản quyền không nhỉ? Mình sợ bị nó đánh gậy vã ra bạn. Khổ lắm. Không bao nhiêu công sức cả vứt đi hết bạn. Cái này mình cứ phải chắc chắn đã. Không mà công sức vứt đi hết là mệt lắm. Bạn Nguyễn Nguyên Giáp bạn solo không? Solo thế thì bạn đấy không học à? Bạn đấy 2K9 bạn ạ. Cũng thuộc vào dạng khỏe đấy. Này, này mình sẽ mọc ra 12 con xương luôn. Ôi đừng biến thành holo cần này. Còn lại mấy bố thánh. Ôi rồi, ôi bố thánh ơi. Holo cần này. Holo cần này là con gì mà mọi người khiếp sợ vậy? Bực mình thật đấy. Con Dark Angel kia to quá bạn ơi, làm nào mà xử lý được đây? Đường dưới này thôi nè bạn ơi. Thua rồi, cứ để bạn đấy biến hình. Mấy bạn kia biến hình khó chịu thật đấy bạn. Con Dark Angel này nó chém mấy con rồi, bây giờ đam nó to lắm bạn ạ. Khó chịu quá. Thua rồi bạn ạ, không chống được nữa. Holo cần này bạn này kia mà. Ôi pháo nhâm thạch với can đông này, hai quả này mình dã vào thành là sụp luôn rồi. Trời ạ, trời ơi thua nhiều thế. Sáng nay chơi win rõ nhiều bạn ạ, chơi rõ đỏ mà sao bây giờ chơi đen thế. Đen thiệt sĩ luôn á. À, trời ơi, xương của mình đâu, xương lung tung đâu rồi. Đây rồi, bắn can đông rồi bạn ơi.
và mình sẽ gò cái xương lung tung này. Bực mình thật đấy. Ở đây cầm chân nhậm nhá. Lui về đấy bạn ơi. Thôi, lui về nào vẫn bị chết này. Metotura. Vẫn chuẩn bạn ơi. Ván này vẫn có cơ hội win. Căn đông đâu? Cái hỏa. Vẫn win à? Ôi xương trên này của mình mạnh thế. Chả sao đâu bạn ạ, ván đấy mình vẫn còn pháo nhân thạch mà, bạn ấy chống đỡ nào được. Cấp 12, trời ơi gặp những cấp thủ đối mức, gặp những đối thủ thành 10 thôi. Cấp 12 này các bạn biết là lên được, qua được cấp 10 30.000 là cúp thành mình lên vượt được. Lên cấp 12 là cần 50.000 mới vượt được, bây giờ lên cấp 10 lên cấp 11 cần 50.000 và lên cấp 12 cần 80.000 bạn ạ. Lên cấp 13 chắc còn 100.000 là hay thế nào, mình cũng chả rõ cái này, ngu quá. Mục tiêu của mình đây. Chết tôi rồi. Trời ơi, mất vị trí ở giữa bạn ạ, cay thật đấy. Ôi, bị xương của bạn này be rồi. Bị xương mà lại be rồi bạn ạ. Thua rồi đâu đó. Ăn thương của bạn này chắc chắn là bắn đau rồi, không phải thua. Bạn này chơi kiên nha bạn, không là mình những tôm thành đau lắm rồi. Ôi trời ơi, sao mày thế nào thế nhỉ? Quân mình mở đầu xấu lắm ạ, quân mình mở đầu phải có xương cơ. Chơi mở đầu không có xương này. Thánh hẹn chơi cái deck khác bây giờ, lùa. Lại cấp 12 ạ, bá đạo thế. Ở cái tầm chế độ Master này thường gặp những đối thủ như vậy bạn ạ. Kỵ này level 1 là tác dụng thời gian này, không kỵ này mình đoán phải level 12, level 13. Nếu mà với cái những cái tầm mà các bạn ở cấp 12 này bạn. Đấy, mình gặp đối thủ cấp 12 này thì cái trường hợp này không phải dạng vừa đâu ạ. Mình sẽ tối lúc đợi về thổi luôn nhá. Trời ơi, không chết được nổi con kia kìa, khó chịu thế. Thua rồi bạn ơi, ván này không chống đỡ nữa. Chịu mất vị trí ở giữa rồi. Này thì đánh được gì nữa. Ngắn nhất mấy bạn chơi khiển ấy. Ôi xương mọc tất đường trên này à. Chịu rồi, không có xương nào ở dưới để lấy vị trí ở giữa bạn ạ. Sao may mình đi ăn thế nhỉ? Ôi còn 5099 bạn ơi, chết tôi rồi. Chết thật rồi. Toang rồi ông giáo ạ. À. Toang rồi. Quân lại như thế này này. Các bạn ạ, à, nhìn quân lại như thế này này. Gặp cấp 10 này, Lord Bruno. Chết rồi, mình ngán nhất Storm ấy bạn ơi. Storm này mình xử lý luôn bạn ơi. Chịu rồi, thua rồi, có tiên nữ này đánh kiểu gì. Băng nữa bạn này chơi khó chịu thật đấy. Xương. Này cay cú không. Mình đợi có tối lốc và mình win luôn bạn. End được. Bạn này end game được. Chưa có tối lốc bạn ơi, phải đợi, cố gắng đợi có tối lốc. Vika đắc
Angel ơi, to thế, ui cha Dark Angel ơi, ui cha Dark Angel. Chị bạn ơi, mình không có tố lốc. Con lại xin đấy, con cầu xin cho tố lốc. Tố lốc và win các bạn, mình thổi về ngoài mình cho phá bạn là win rồi. Cái quân cái lúc mà mình quay thường không được đẹp thế nhỉ, mà chơi kiểu chơi riêng các bạn. Chơi nó đẹp cực kỳ luôn, mọi thứ nó vừa thuận lắm. Gọi tố lốc, có tố lốc vừa. Ôi giời, bạn này lại có tố lốc rồi, chịu ông rồi rồi. Sao mà bạn này chắc chắn là con thật của bạn này, không phải đấy là con thật là mình nghi đường dưới hoặc đường trên. Bạn ấy biến đánh lừa hai đường các bạn. Bạn này Saman level 3 mình đoán là chắc là dùng thời gian rồi. Không, con thật đường trên mà. Và tất cả đều có. Ôi xương mình thật đau hơn bạn ơi. Vậy thì bạn thổi mình thế, mình cũng thổi bạn về thôi. Win. Đè bẹp đối thủ. Dùng hai Saman à. Ôi, mình chưa kịp ấn mà sao nó đã đánh rồi này. Thua hơi nhiều bạn nhỉ. Cấp 11 chi đồ chiêu ấy. Mình các bạn nào mà xem video này của mình hãy cho mình một like cái kênh đi. Đèn các bạn ơi, chơi toàn thua thôi. Các bạn nào nhớ muốn vào nhóm Zalo của mình á, các bạn nhớ ấy nhá. Ở cái phần link mô tả video bạn mình có gửi hết link nhóm, link Facebook của mình ở đấy nhá bạn nhá. Các bạn cứ vào mà vào bằng link nhóm thôi. Mình chứ còn đường kết bạn mình có hết ở đấy nhá. Chịu rồi, sao mãi chả có xương ấy. Bán này của mình lại bị ấy rồi bạn ơi. Con chịu bố ạ. Xương chả có luôn á. Lần này ta mọc ra hai con xương rồi. Hồi về bạn ơi, Black Kidney này là con nam to nhất này. Thua rồi bạn, bạn này thua rồi. Mãi chả mọc ra xương ạ. Đèn thế biết. Cái cay đến nơi đấy bạn ạ. Hơi cay đấy. Lấy vị trí đường giữa. Cam đông đâu, bắn. Metotura đâu. 955 kìa. Một chém ở đây, trời ơi. Ơi ơi. Còn 61 đam mà lại sao, trời ơi. Bạn đấy mình tí win đấy. Trời ơi, Canon phát đấy phải level 10 thì Canon mình mới có level 9 nên dùng thời gian rồi bạn. Không à, Canon của mình thực chất là level 8 thôi. Xui vậy mà. Thôi thôi, con lại xin nghỉ game luôn rồi. Cái tiền luôn các bạn ạ. Chơi cái kiểu gì này. Thua rồi. Gặp xương này mình thua rồi, thách định quân mình mở đầu mà không được đẹp mà gặp quân như này thua rồi. Thôi không đánh mẹ, cho bạn ấy win luôn. Cho dù các bạn có công thành được nữa, các bạn không thể áp đảo được. Mình bao giờ mình mới chọc được, thua rồi, không đánh nữa. Thả quân nghinh tinh ra thôi. Thua rồi đâu nữa. 5047, sáng nay của mình 5200 mà. Ván mở đâu, tự nhiên mẹ gọi không bán đấy, khả năng mình win đấy bạn ạ. Chết rồi, ván này lại thua rồi. Thôi lúc ván này mình nghỉ dừng video nữa nha. Để lúc nào nó đỏ đỏ thì quay. Mở đen quá. Sáng nay mình thấy quân mình mở đầu đẹp lắm ạ. Quân toàn những có xương thôi. Đây có những trận đấu mãi không có cái xương đấy bạn. Cái thẻ xương ấy. Cái thẻ đấy là bá đạo lắm ạ. Nó bè tất ba đường luôn đấy mà mãi chẳng có luôn, bực mình quá. Lấy vị trí đường giữa nhanh bạn ơi. Cay ở đây, cay những cái bản cổ lốc thế. Kệ bạn đấy nhá bạn nhá. Thôi. Ăn măng rồi. Và
ai muốn bị băng đâu mà mấy chú. Meto đâu? Ra cái quả Meto. Nọ rồi bạn ơi, chịu rồi, bó tay rồi. Tí win rồi kìa. Chịu rồi bạn ơi, lấy vị trí đường giữa này không lấy được. Ôi Phượng Hoàng thế mà cũng chết kìa, trứng Phượng Hoàng, con Phượng Hoàng ngay vào ba thế mà cũng chết bạn ạ. Chết Phượng Hoàng chắc rồi, nợ cấp 4 à. Cái hỏa bèn chiêu. Chịu rồi, sao hôm nay mình toàn gặp những đối thủ cao ấy nhỉ. Ôi dừng clip nhậm nha. Chắc là ván mở đầu ký hiệu mẹ gọi đen đen đấy là chắc là biết là cả video này đen đen rồi. Thôi nha bạn nhá, dừng clip đó. Chơi thế thôi chứ không ngoại càng chơi càng thua đấy. Để lúc nào ấy mình sẽ chơi tiếp quay theo cho bạn nhé. Ok, hẹn gặp lại bạn clip tiếp theo nhá.